Hi, xin chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Tuấn Ngụy Trang, kênh YouTube chuyên bán các sản phẩm đồ phượt dã ngoại, đồ ná cao su, ná bắn cá, bọn em ship hàng ở trên toàn quốc ạ. Và hôm nay em xin phép giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm máy bắn cước BL39. Máy bắn cước này là được bình chọn là máy bắn cước tốt nhất trong phân khúc dưới 1 triệu đồng do người dùng bình chọn ở trên các diễn đàn ở trên Facebook ạ. Ok. Thì như mọi người đã biết thì hãng BL là hãng nổi tiếng chuyên sản xuất các dòng máy bắn cước từ hàng bình thường cho đến hàng cao cấp, như bọn em có các dòng máy BL10S, máy nhựa này, máy BL25, BL30, BL35. Và hôm nay thì năm 2022 thì hãng tiếp tục tung ra thị trường cái máy bắn cước BL39 với hai màu sắc chủ đạo, là một là màu trắng đen, màu inox đen như thế này ạ. Và thứ hai nữa là màu đen đỏ, đấy, để phù hợp với sở thích của mỗi người. Về thông số kỹ thuật thì cái máy bắn cước này nó nặng 270g cả dây cước, và trọng lượng này thì nó nhẹ hơn cái máy bắn cước BL30 40g. Máy bắn cước BL35 là cái phiên bản đời trước của nó gặp một số lỗi, cho nên là hãng đã nâng cấp lên cái máy bắn cước BL39 để sửa chữa một số lỗi vặt ở trong cái máy đây ạ. Máy này là 270g, khá là nhẹ hơn so với các phiên bản đời cũ ạ. Và cái máy bắn cước này, ngoại hình mọi người có thể xem kỹ ạ. Đấy, đây là phiên bản màu trắng đen ạ. Còn đây là phiên bản màu đỏ đen ạ. Đây ạ. Ok. Các dòng máy BL thì bản chất là ngoại hình của nó rất là đẹp rồi, đẹp và ngầu rồi ạ. Tùy vào sở thích của mỗi người thôi, mọi người có thể chọn cái màu sắc ưng ý theo sở thích của mình ạ. Và cái máy này nó có trong ổ vòng bi của nó, hay còn gọi là dân câu người ta gọi là bạc đạn ấy, là nó có 6 vòng bi và cộng thêm một chỉ số gọi là bóng, và còn cộng thêm một chỉ số bạc đạn nữa là để, hay còn gọi là bạc đạn trả ngược, thì nó có tác dụng là làm hạn chế sự mài mòn và hạn chế xoắn dây khi mình thu dây hoặc là khi phóng dây ra nhé. Mọi người chú ý các dòng máy cao cấp này là phải có cái chỉ số cộng 1 ở phía sau. Về tỷ lệ thu dây thì là máy này cũng sở hữu tỷ lệ thu dây như các dòng BL30 và BL35 là 3,6:1, có nghĩa là khi mình thu cái một vòng tay quay thì cái dây này nó sẽ, cái ổ bi trong này nó sẽ quay được 3,6 vòng ạ. Cái máy này nó có sẵn 50m dây dù PE8 lõi, dây dù số 5 ở phía trong nhé. Đương nhiên thì đối với các dòng máy cao cấp, mình có thể đổi tay quay được bên trái bên phải bằng cách tháo cái núm này, và mình có thể đổi được mình cầm tay quay bên trái hoặc là bên phải nhé. Vâng ạ, và cái giá sản phẩm của bọn em bán thì là bọn em bán với cái giá là 650.000 bao ship. Mọi người sẽ được gì khi mua các sản phẩm của bọn em? Thứ nhất là cái máy bắn cước này giá 650.000 bao ship, là giá của riêng cái máy, và phụ kiện đi kèm của nó là một cái dây đeo mày vào cổ tay. Nó có phiên bản dây đai gài hoặc là dây đai xe dán. Thì là bọn em cũng đã làm một cái video nêu cái ưu điểm và nhược điểm của dây đeo gài và dây đeo xe dán rồi. Nếu mọi người không yêu cầu gì thì bọn em sẽ để cái dây đeo gài là dây đeo phổ thông nhất của bọn em. Còn nếu mọi người có thể yêu cầu dây đeo xe dán thì ok, bọn em vẫn đổi sang dây đeo xe dán cho mọi người ạ. Và thứ hai nữa là mua hàng ở các sản phẩm của bọn em thì mọi người sẽ được tặng thêm một cái bao tay cầm mũi tên như thế này, hỗ trợ cầm mũi tên để cho khi mình cầm mũi tên thì nó sẽ rất dễ đau tay ở cái vị trí này. Và bây giờ thì rất dễ đau tay ở vị trí này, và có cái găng tay này nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là mình đau rát ở các đầu ngón tay nhé. Ok. Mọi người mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0971 373 969 hoặc là Facebook của bọn em là Thế Giới Ná Thun. Các sản phẩm của bọn em thì mọi người có thể xem bằng cách là truy cập
vào trình duyệt của mình. Mọi người nhập trên Thanh tìm kiếm giúp em là nathun.com. Đấy. Nó có thể vào luôn, hoặc là mọi người click vào đường link đầu tiên là có website là nathun.com đây ạ. Đây, cái đây là giao diện website của bọn em. Thì khi đấy thì mọi người sẽ xem được tất cả các sản phẩm bọn em bán và bọn em để công khai giá sản phẩm ở trên này. Ok. Vậy mọi người thấy chưa ạ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi các sản phẩm của bọn em. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành ạ.